Em thức sớm vậy? Em đang mệt lắm. Nếu như anh muốn nói chuyện tối hôm qua thì đừng có nói nữa. Anh và Hồng không có gì hết. Mong em hãy tin anh. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nếu anh muốn em đừng suy nghĩ lung tung á thì đừng có nói gì nữa hết. Càng nói thì càng khả nghi hơn thôi. Hương à, em đi phụ gì đây? Alo. Dạ, em là Liên đây. Dạ, do không liên lạc được với anh ta nên em gửi cái này lại cho anh. Nhờ anh trả lại cái này cho anh ta giùm em. Gia đình của anh cũng đang đi tìm thằng Trọng khắp nơi. Nó bỏ nhà đi hơn một tháng nay. À, lần cuối em gặp nó, nó ra làm sao? Dạ, lúc đó anh ta bị bệnh, không đủ tiền để trả tiền phòng trọ nên bị bà chủ đuổi ra khỏi phòng. Cái thằng này thiệt tình, tự dưng lại tự hành hạ mình như vậy. Tự hành hạ? Chuyện này rất là phức tạp. À, nếu mà có tin tức gì của thằng Trọng, em nhớ gọi điện thoại báo cho anh biết nha. Dạ. Liên à, thằng Trọng nó có nhiều điểm sai trái, nhưng bản chất nó không phải là kẻ xấu xa. Và hiện giờ thì cuộc sống đang cho nó những bài học đáng giá. Chính vì vậy nó cũng thay đổi phần nào và đang tìm cách để chuộc lỗi. Em hãy cho nó một cơ hội nha. À, tay em sao rồi? Dạ, em đỡ nhiều rồi. Nếu có cần chuyện gì em cứ gọi cho anh. À, còn nữa, Trường Thịnh luôn mở rộng cửa để đón em về làm nhân viên chính thức đó. Dạ, em cảm ơn anh. Nhưng mà cuộc sống của em bây giờ cũng ổn định nhiều rồi, anh không cần phải lo nhiều đâu ạ. Dạ, con chào bác. Có những chuyện ở nhà nghĩ hoài cũng không ra, đến văn phòng ngồi nghĩ cũng không ra, nên tôi quyết định đi bộ một mình coi con nghĩ ra hay không. Dạ, con có thể giúp gì được cho bác không? Con thật sự muốn giúp bác chứ? Dạ, con xin bác cứ nói. Con có thể làm gì, con nhất định sẽ làm hết lòng. Dạ thưa bác, ngân hàng đang có chuyện gì sao bác? Hương và Trung, tụi nó có chuyện gì phải không? Dạ, đâu có chuyện gì đâu ạ. Con nói là con sẽ giúp bác. Dạ thưa bác. Hương là con gái của bác, không lẽ nhìn nó buồn vui bác không biết hay sao? Dạ thật sự thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Bởi vì cả hai đã có chút hiểu lầm, nhưng mà đã được giải tỏa rồi bác à. Là vì Thu Hồng phải không? Dạ không phải. Là bởi vì Hương muốn sinh em bé, nhưng mà anh Trung lại lo sức khỏe của Hương nên đã không đồng ý. Cho nên là Hương mới không vui như vậy thôi. Thật chứ? Dạ thật. Con nhỏ thật là khờ quá. Phải quan trọng tới sức khỏe của mình chứ. Nhưng mà bác à, bác cứ yên tâm đi, Hương đã hiểu ra rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Có chuyện gì con nói liền cho bác, không được giấu nghe chưa? Dạ. Hương và anh Trung đều là bạn thân của con, con nhất định sẽ không để họ bị tổn hại gì đâu. Thôi bác về đây. Để con đưa bác về. Mình đi bác.
Có chuyện gì vậy dì Tú? Có chuyện rồi. Thằng Trọng, thằng Trọng chết rồi. Hả? Trời đất ơi, chúng tôi đâu có nói anh ta chết hồi nào đâu. Anh ta bị ngất xỉu ngoài đường, được người dân đưa vô đây cấp cứu. Chúng tôi tìm thấy giấy đăng ký tạm trú của anh ta và gửi về cái địa chỉ đó để báo cho người thân biết. Có điều là khi anh ta tỉnh dậy, anh ta bỏ đi đâu mất tiêu rồi. Dạ, em cảm ơn chị. À, mà cô là người nhà của bệnh nhân hả? Dạ. Vậy thì lẹ lẹ đi kiếm anh ta về để còn mà điều trị. Anh ta bị bệnh rất là nặng, cần phải điều trị gấp, rất là nguy hiểm nghe không? Dạ. Ừ. Dừng ở đây đi anh. Để em về nhà em đưa tiền cho anh Tám sau nha. Cảm ơn anh Tám. Không có gì. Nè, cô làm trò gì vậy? Tôi đã quen cô. Anh nói với người mà anh đã làm cho tàn phế cái tay là anh không quen sao? Vậy được rồi. Bây giờ cô muốn làm gì cho hả giận thì cô làm đi. Nếu mà tôi muốn hả giận á, thì đêm hôm đó tôi đâu mất công để cứu anh vô nhà để làm cái gì, mà để cho anh nằm ngoài đường rồi. Vậy bây giờ cô cho tôi đi được chưa? Bác sĩ nói nếu anh không chữa bệnh thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó. Kệ tôi đi. Nè, tôi muốn hả giận, tôi muốn anh trả nợ cho tôi. Cô bị gì vậy? Trả nợ hả? Cô nhìn đi, bộ dạng của tôi vậy nè, làm sao mà trả nợ? Nếu mà anh thật sự có lòng thì sẽ có cách thôi. Bây giờ cô nói đi, cô muốn tôi phải làm sao? Không biết, tôi chưa nghĩ ra. Từ giờ tới lúc tôi nghĩ ra, anh lo giữ cái sinh mạng của anh đi. Một chút nữa tôi sẽ đưa anh quay trở về bệnh viện. Tôi thấy là cô đang muốn giúp tôi hơn là buộc tôi trả nợ. Phải, thì tôi kiểu gì mà nhanh dữ vậy? Còn chú cô đâu? Đó là chuyện của tôi, không có liên quan đến anh. Anh không cần phải quan tâm. Tôi không bận tâm. Mà cô có đeo đồng hồ gặp anh hai tôi chưa? Không, tôi đem bán cái đồng hồ đó rồi. Cô nói cái gì? Bán? Cô có biết đây là kỷ vật của má tôi không? Sao cô dám bán? Anh cũng biết đó là đồng hồ kỷ vật của má anh. Một vật quý giá như vậy sao anh dám đưa cho tôi? Anh không sợ tôi bán sao? Vậy là cô chưa bán đúng không? Chẳng qua là tôi chưa có thời gian đem bán thôi. Tôi tin cô mà. Cô sẽ không làm vậy đâu. Vì cô cũng tốt bụng như má của tôi. Hay giúp đỡ cho người khác, dù người đó đã làm hại mình. Nè, anh sao vậy? Cô có biết là thì ra tôi không phải là con của má tôi. Và tôi cũng không phải là con của ba tôi. Anh nghe. Anh có thể gặp em được không?
bận lắm. Nếu bây giờ anh không gặp em, anh sẽ không bao giờ gặp em nữa đâu. Em đợi anh ở công viên bờ sông gần công ty. Em lại muốn bày trò gì nữa đây? Anh biết thân phận thật sự của em rồi đúng không? Em là Nhớ Máu A. Nhưng trong tờ xét nghiệm ADN mà ba đưa cho em coi, người được xét nghiệm lại là Nhớ Máu B. Ba nói anh đã biết về tờ xét nghiệm đó. Em đã cùng anh hiến máu, và anh biết rõ em là Nhớ Máu A. Anh không thắc mắc, hay đã biết quá rõ rồi cho nên anh không thắc mắc. Tờ giấy xét nghiệm đó là do má làm giả. Má nói với anh em là vô tội, và một khi má đã nhận nuôi em thì cho dù em có phải là con của ba hay không thì má cũng sẽ yêu thương em, coi em như con ruột. Khi má biết ba muốn làm xét nghiệm ADN thì má đã lên sẵn một kế hoạch làm giả một tờ xét nghiệm ADN đề phòng. Khi mà kết quả xét nghiệm cho thấy em không phải là con ruột của ba, ba không nghĩ má sẽ rộng lượng tới mức bao che cho em như vậy. Nên khi má đưa tờ xét nghiệm cho ba, ba không một chút nghi ngờ. Má ơi má. Trọng à, anh nói ra mọi chuyện vì em có quyền biết được thân phận của mình. Nhưng anh muốn em phải nhớ một điều, chúng ta là anh em, chuyện đó mãi mãi không thay đổi. Em cảm ơn anh hai. Anh hai nói với tôi bí mật này không được nói cho ba biết. Và tôi hãy coi như là chưa biết gì, nhưng mà tôi lại không làm được vì tôi thực sự rất sợ. Vì tôi cũng không biết ba tôi sẽ đối xử với tôi như thế nào khi mà biết được sự thật tôi không phải là con của ba. Và tôi cũng cảm thấy xấu hổ lắm khi phải đối mặt với ba. Và anh hai, tôi chỉ là một đứa con quay, tôi và mọi người đâu có máu mủ gì. Tôi sẽ thật trơ trẹn nếu tiếp tục ở lại căn nhà đó. Má anh và anh hai anh đã chấp nhận anh như con ruột trong gia đình, thì tôi nghĩ là ba anh cũng như vậy thôi. Ba tôi thì không giống như má tôi và anh hai đâu. Những người có lỗi với ba thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Chắc là bây giờ cô khinh tôi lắm đúng không? Tôi là một thằng con quan mà. Tôi không có rảnh làm mấy chuyện vô bổ đó đâu. Quay trở lại bệnh viện. Cô đừng có lo cho tôi, tới gặp anh hai tôi đi. Nợ của ai thì người đó phải trả. Anh phải trả nợ cái tay, và tiền thuốc men sắp tới tôi sẽ trả cho anh. Rồi anh muốn sống. Có phải anh đang thấy áy náy không? Ai náy gì? Con trai ga lăng với phụ nữ là chuyện bình thường. Nếu mà chối thì thôi, tôi không hỏi nữa. Ăn đi, nguội hết rồi kìa. Tôi thích ăn nguội. Con gái gì mà kỳ cục. Kệ tôi. Lòng nè anh ăn đi. Ủa mà nè, mà sao có miếng gì đen đen vậy? Đen đen nhưng mà ăn ngon lắm đó. Anh có dám ăn không? Không ăn thì nhịn đi. Thách đi, tôi ăn hết cho coi. Đấy, không lẽ anh ăn hết hả? Anh phải chừa lại cho tôi nữa chứ. Cho cô á. Thôi không nói nữa, ăn đi. Ủa
Liên Liên, Trọng đâu rồi con? Dạ anh đang... Ủa mà có chuyện gì không gì? Thằng Hứa lèo thấy sợ luôn vậy. Bữa nay á, nó hứa nó dạy anh Giang cho con của dì chứ mấy đứa nhỏ trong xóm. Vậy mà chờ nửa tiếng hồ không thấy mặt mũi nữa đâu. Hết biết. Thì ra là dạy kèm cho mấy đứa nhỏ trong xóm. Con nói gì vậy? À, dạ con nói là chắc hôm nay anh không dạy học được đâu gì. Sao vậy? Ui dạ, chết tôi rồi. Ủa nó bị sao vậy? Chết tôi rồi. Tại tổ cháu lòng đó gì. Người ta ăn không sao, cục bột như ảnh ăn á thì bị vậy đó. Trời, cái gì nữa vậy? Rồi tao tháo rượt. Thôi cái điệu này hết giải dỗ gì được rồi. Thôi để tao về tao nói cho mấy đứa nhỏ giải tán đi. Tháng này tao trừ lương nó. Hết biết mà. Anh đã kiểm tra lại bản thảo di chúc của lão ta. Đúng như em nói, lão ta không để lại gì cho vợ mình ngoài khoản tiền trợ cấp hàng tháng và quyền được ở căn biệt thự hiện tại. Như vậy là sắp tới sẽ có nhiều chuyện vui xảy ra trong căn nhà này rồi. Em tin sẽ khích bác được họ sao? Trước đây thì không. Nhưng từ sau vụ anh Phú bị đánh trọng thương mà lão ta vẫn ra sức để mà bao che tội lỗi cho con trai của lão, và cộng thêm bản di chúc này, thì em nghĩ không có chuyện gì là không thể xảy ra. Nè, ăn đi. Làm gì mà lạc dữ vậy? Thì cháu loãng mà. Nuôi người bệnh mà cho ăn cháu loãng, không hiểu nổi luôn á. Anh này, nấu cho anh ăn là may rồi đó. Cho anh nhịn đói luôn bây giờ á. Mới bị Tào Tháo rượt xong là tất nhiên phải ăn cháu loãng rồi. Ăn vậy đi hả? Tôi không biết luôn á. Kiếp trước chắc tôi mắc nợ gì anh á. Kiếp này tôi phải hầu anh như vậy. Bị vậy với ai muốn đâu. Chắc là định mệnh á. Vẫn chưa tìm được sao? Cứ tiếp tục tìm cho anh. Ừ, vậy đi nha. Nè, con uống nước trái cây đi, cho có thêm vitamin. Dạ con cảm ơn má. Con tìm ai vậy? Dạ chú Bảo với em Liên. Con quan tâm người ta quá ha. Con với em Liên không có gì đâu. Chẳng qua là con quý hai chú cháu thôi. Vậy thì với ai con mới có cái gì chứ? Má à. Má. Ừ con. Anh. Ừ. Con ngồi đi. Con đi đâu mà ghé đây giờ này? Con đi công chuyện. Sẵn con ghé qua thăm má và thăm anh Phú. Biết ảnh về đây mấy ngày rồi mà con vẫn chưa qua hỏi thăm ảnh nữa. Con có lòng quá à. Anh có vẻ đỡ hơn nhiều rồi đúng không? Ừ, anh khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn em đã đến thăm anh nha. Thật ra hôm nay em đến đây là để chào má và anh. Ừ. Mà con đi đâu chứ? Con phải về nước ngoài lại rồi. Chắc là lâu lắm con mới trở về lại đây. Sao lại như vậy? Em đi theo sự điều động của công ty bên Ý. Chừng nào con mới đi? Con bàn giao hết công việc ở đây rồi sẽ đi. Chắc cỡ một tuần nữa má. Hay là như vậy nè, con đừng có đi. Con ở lại đây làm việc cho công ty của ba con đi. Phải đó. Chuyện này để sau hãy tính. Con cảm ơn má nhiều lắm. Ừ. Nhưng mà con có chuyện này muốn nói với má và anh Phú. Mà con phân vân lắm, không biết là có nên nói hay không. Chúng ta là người nhà, có chuyện gì thì con cứ nói, đừng có ngại ngùng gì hết. Phải đó. Chuyện này con tình cờ biết được,
là do anh Khải để quên tài liệu trên máy photo. Liên quan đến chuyện công ty hay sao con? Vậy thì con nên gặp ba con mà nói cho ba biết. Liên quan tới má. Là chuyện gì vậy con? Con làm má lo quá à. Thật ra tài liệu đó chính là di chúc của ba. Trong đó toàn bộ tài sản của ba đã để lại cho anh Trung và Trọng. Má hoàn toàn không có gì hết. Má à, con lo lắm. Không biết là giữa má với ba có xảy ra chuyện gì hay không. Sao Dường lại đối xử với má như vậy chứ? Phú à, tài sản là của Dường con. Dường con quyết định ra sao là quyền của Dường. Nhưng má là vợ của ông ấy. Má vì ông ấy đã hy sinh rất nhiều rồi. Phú à. Má, giữa má và ba có chuyện thiệt hả? Không, ba má vẫn bình thường thôi. Ba con mà làm chuyện gì thì cũng có lý do của ông ấy. Nhưng mà má tin là ông ấy không có bạc đãi má đâu. Tụi con đừng có lo cho má. Nếu như vậy thì con đỡ lo rồi. À, con phải về công ty làm việc rồi. Con xin phép má. Em chào anh. Má, bây giờ thì má càng thấy rõ rồi đó. Người ta không nghĩ đến mình thì mình phải tự nghĩ cho mình chứ. Con à, con muốn làm cái gì cũng được hết. Nhưng mà con có thể hứa với má một chuyện không? Con đừng có hại người. Con không có hại người. Mà con chỉ muốn đòi lại món nợ mà họ đã thiếu con và má thôi. Em nghĩ hai mẹ con đó có làm được gì không? Bình thường họ có thể là những người nhu nhược, những người an phận. Nhưng một khi họ đã bị gạt ra một bên trong căn nhà đó thì có thể điều đó sẽ tiếp cho họ thêm sức mạnh. Vậy có nghĩa là em coi hai mẹ con đó như những con cờ chính. Vậy thì phải để coi bước tiếp theo họ sẽ làm gì. Hiện tại thằng Trung, cả con cáo già đó sẽ không ra mặt. Em định xử lý vụ Bình An như thế nào? Em đã lường trước chuyện này rồi. Cho nên chuyện mà mình sắp xếp vụ Bình An chắc chắn sẽ không uổng phí. Em tính vậy là tốt. Ngày mai sau cuộc họp cổ đông, em sẽ tính một nước cờ rất quan trọng. Anh thay em sắp xếp mọi chuyện nha. Em nói đi. Sao lại không thấy Hương vậy? Dạ, con nhỏ ra ngoài từ sáng sớm rồi anh. Hai vợ chồng con vẫn còn giận nhau hả? Nếu ba muốn tụi con không giận nhau thì sẽ không giận nhau. Lát nữa lên xe cùng ngồi với ba. Ba có mấy chuyện muốn bàn với con trước khi vô họp với cổ đông. Dạ, ba muốn sao thì con sẽ làm vậy. Con xin phép. Còn gì cái không nuốt nổi với nó. Anh à, nói với chú Phi chuẩn bị xe cho anh. Dạ. Ba, cha con họ có chuyện gì hả? Lát nữa hãy nói. Phú, còn uống thiếu một loại nè. Dạ, cảm ơn má.
Phú. Ngày mai con đi tái khám lúc mấy giờ? Dạ 10 giờ. À má, má chưa nói cho con biết giữa hai cha con họ đã xảy ra chuyện gì. Hình như ông ta lại dùng thủ đoạn hối lộ gì đó để đạt được mục đích của mình, mà thằng Trung lại không đồng tình, nên hai cha con xảy ra mâu thuẫn con à. Má nói lại dùng, nghĩa là ông ta luôn luôn sử dụng thủ đoạn trong kinh doanh hả? Phú, có một chuyện này má đã nghĩ phải nói cho con biết. Chuyện gì vậy má? Mục đích của Thu Hồng khi trở về là gì nữa? Con phải thận trọng với con nhỏ. Cảm giác cho má biết, con Thu Hồng nó đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Phú, Phú. Dạ. Con đang nghĩ cái gì vậy? Dạ không có gì má. Con thích Thu Hồng đúng không? Dạ có đâu. Con đó nên cân nhắc kỹ chuyện này nghe chưa. Má yên tâm đi, từ bây giờ con không hại ai thì thôi. Đừng có ai hại đến con, nếu không kẻ đó sẽ sống không được yên. Vũ Bình An, Vũ Sa Ý đang có nguy cơ bị mất. Cháu thật sự làm cho các chú thất vọng. Cháu làm như vậy đó thì làm sao các cổ đông như chú nè yên tâm mà giao cho cháu điều hành công ty này được chứ à? Dạ thưa chú, các chú đang dạy dỗ, con chỉ biết im lặng mà lắng nghe thôi. Không đâu, tôi không dám dạy dỗ đâu. Nhưng mà các cổ đông như chúng tôi á, chỉ quan tâm tới tiền của mình thôi. Vậy thì tôi là tư cách chủ tịch công ty này, tôi xin bảo đảm tiền của quý vị sẽ không bị sức mẻ một đồng nào, và cổ tức thì sẽ đều đặn được nhận. Cháu thật sự may mắn đó cháu, làm chuyện gì cũng được ba cháu hỗ trợ, không như mấy chú trước đây phải tự thân lập nghiệp. Thôi được rồi, có anh Trường á, anh đứng ra như vậy á thì mình không truy cứu chuyện này nữa. Nếu không còn gì thì cuộc họp có thể kết thúc ở đây. Thôi tôi với anh á đi ăn mừng tài sản của mình vẫn còn nguyên ha. Ý kiến hay đó. Không phải chỉ vì mấy lời nói mà đã nhục chí rồi sao? Con không sao đâu, người ta chỉ bị tức tối khi bị đặt điều nói sai, còn bây giờ các chú nói đúng mà. Con lại bắt đầu rồi đó. Ba, vậy bây giờ ba chỉ dạy con đi, làm cách nào để không thua vụ xe ý. Con đang chọc tức ba phải không? Từ trước tới giờ ba luôn muốn con phải làm theo sự sắp đặt của ba. Bây giờ con làm theo ý của ba rồi mà. Nè, con đang thách thức sự kiên nhẫn của ba rồi đó. Vậy bây giờ ba muốn con phải làm sao đi? Bây giờ ba muốn con phải làm sao? Ba cứ nói đi, con sẽ làm theo. Ra ngoài, đi ra ngoài. Dạ. Ba, ba nghe nói con đã chào tất cả mọi người để rời khỏi công ty, mà ba thì chưa nhận được lời chào đó. Con xin gặp ba cũng vì chuyện này nè. Con nhất định phải đi sao? Trước đây thì là như vậy, nhưng bây giờ thì không. Sao? Đã có chuyện gì? Con nghĩ mình cần phải ở đây để giúp anh Trung, để anh lấy lại uy tín với cổ đông. Không ngờ con vẫn còn tình sâu nghĩa nặng với thằng Trung như vậy. Trước mặt ba con cũng không dám nói dối.
Con thật sự vẫn không quên được anh Trung. Nhưng ba an tâm đi, con biết đâu là điểm dừng. Con tuyệt đối không phá hoại gia đình của ảnh đâu. Con định làm gì để thuyết phục ông Michel đổi ý? Con sẽ đám cưới với ông ấy. Hả? Đây là điều kiện của ông ta. Con chỉ xin ba giúp con một chuyện thôi. Ba đừng nói chuyện này cho anh Trung biết. Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Con suy nghĩ kỹ rồi. Đây là cách duy nhất để giúp anh Trung, mà còn giúp được cho con nữa. Con cần phải quên anh Trung và sống một cuộc đời mới. Ba thật sự rất cảm động trước sự chân tình của con với thằng Trung. Trong việc này, ba muốn con phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Ủa, anh đi đâu vậy? À, anh đi làm thủ tục bảo hiểm. Ờ, vậy anh đi xong rồi mình đi uống cà phê nha. Em đi gặp khách hàng khoảng chừng một tiếng là xong à. Ờ, trễ hơn một chút được không? Tại vì anh phải ghé qua bên tòa soạn để đăng báo tìm người. Tìm người hả? Ừ, là Liên với lại chú Bảo. Không hiểu sao chú cháu biến đi đâu, không để lại dấu vết nữa. Vậy anh đợi em ở công ty đi. Em đi công việc xong sẽ ghé đón anh. Anh chỉ mới khỏe lại thôi, không có nên đi lung tung một mình như vậy. Thôi, em cứ lo công việc của mình đi, không cần lo cho anh đâu. Không sao đâu, em chỉ đi gặp khách hàng xã giao thôi hả? Nhớ đợi em đó. Em quay lại mà không thấy anh là em giận nha. Ừ, giờ em đi đó. Ờ. Những gì em dặn anh sắp đặt, anh đã sắp đặt xong rồi. Cảm ơn anh. Hôm nay em gặp lão già đó sao rồi? Lão ta rất là vui khi mà nghe em sẽ vì con trai của lão mà đồng ý kết hôn với Michel. Lão ta tin em chứ? Dĩ nhiên là tin, và còn vui mừng nữa là khác. Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn giả nhân giả nghĩa. Đúng là lão già đê tiện mà. Ngày mai Michel qua đây, anh hãy cho người chụp hình em và ông ấy rồi đưa cho lão ta. Ừ, anh biết rồi. Mày cứ làm theo tao đi. Đồ ngu. Uống cà phê hả? Dạ, anh. Em nào ngon vậy mày? Dạ, đây là cô chủ của em. Chủ? Là đứa đã lệnh cho mày gài đổ thằng Bảo đó hả? Em đang mang cái vụ, sẽ có phần của anh. Có gì em gọi sau cho anh nha. Vậy hả? Dạ. Nhớ gọi cho tao đó nha. Dạ. Tiếp theo em cần làm gì nữa không? Người đàn ông đó nói Bảo có phải là Bảo chú của cô Liên, người mà đã bị Minh Trọng gây tổn thương không? Em đừng bận tâm những chuyện đó. Sao lại không quan tâm? Em không chấp nhận có chuyện người vô tội bị liên lụy ở đây. Em muốn biết anh đã làm gì chú Bảo. Anh có làm gì đâu. Ông ta nợ tiền anh Năm, anh chỉ làm áp lực đòi nợ để chú cho ông ta phải ký giấy không thư kiện thằng Trọng thôi. Chính vì vậy mà thằng Trọng tin anh tuyệt đối đó. Có phải chính anh là người đã ép hai chú cháu đó phải bỏ đi không? Anh không có. Em nói rồi, em tuyệt đối không muốn có người vô tội bị liên lụy trong chuyện của chúng ta. Anh Tiến, kẻ thù của chúng ta là những kẻ gian ác, không nhân nhượng và không từ thủ đoạn nào, mà chúng cho là đối nghịch với chúng. Nếu em cứ quá câu nệ, anh e rằng sẽ có lúc em thất bại và trở thành nạn nhân của chúng đó. Em biết mình đang làm gì. Em nói lại lần nữa, đừng kéo người vô tội vào chuyện của chúng ta. Anh hiểu rồi. Em đi trước. Ha ha.
Ủa? Ủa? Má, tụi con đi chung với nhau hả? Con đã gặp Hồng ở công ty, sau đó Hồng chở con đi công chuyện luôn. Tại con sợ anh mới khỏe mà đi lung tung một mình không có tốt, nên con bắt anh phải mướn con làm vệ sĩ đó. Cảm ơn con. Chị Hương có nhà không má? À, Hương nó ra ngoài rồi con. Dạ. À má ơi, con hứa với Hồng á là sẽ nhờ má nấu cơm đãi Hồng để trả công làm vệ sĩ đó. Tưởng gì á, chứ chuyện đó dễ ẹt à. Bây giờ hai đứa con ngồi chơi đi, bảo đảm sẽ toàn là món ngon. Để con phụ má nha. Má có gì hai phụ rồi, con tiếp tục giúp má làm vệ sĩ cho Phú đi. Dạ. Đi. Nè. Hả? Sao nói có tạp chí xe hơi gì đó đưa cho em, vậy sao không đưa em coi? Anh để ở trên phòng đó. Vậy hả? Vậy lên coi đi. Đi. Chết rồi. Ừ. Hình như em để quên điện thoại ngoài xe rồi. Rồi, để anh ra lấy cho. Em cứ lên phòng anh trước đi. Dạ. Phòng thứ tư, lầu 1 nha. Dạ. Hay là để anh đưa em vào trong luôn nha. Anh cứ yên tâm đi, em đi bộ có mấy bước là tới nhà rồi. Em không có yếu tới mức á mà không đi bộ nổi đâu. Vậy em phải cẩn thận đó. Dạ. Có gì cứ alo cho anh. Em vô nha. Cà phê quận 9. Thôi, có gì về công ty nói chuyện nha. Tối nay nhà mình ăn hải sản đi. Dạ. Vì điện thoại qua bên giữa nói nó lựa cua gạch, tôm càng, dạ, rồi cá bóng mú giao qua nhà. Dạ. Dì coi nhà mình còn rau củ gì không? Dạ còn. Ông á thích ăn hải sản lắm, vậy là mình chuẩn bị hải sản đi. Dạ. Thôi, dì làm gì thì dì đi làm đi. Bà, mình có nấu món gì riêng cho cô Hương không? Hử? Sao phải nấu riêng? Trời ơi, cô Hương có bầu rồi đó. Hả? Tôi đoán là cô muốn dành sự bất ngờ cho gia đình nên cô chưa muốn nói á. Mà sao dì biết? Trời ơi, ba bữa nay nè, tôi thấy cổ ngán mấy lần rồi đó. Thiệt. Dì có nhầm lẫn gì không? Nè, con Hương mà nó có thai á thì nó phải nói cho mọi người biết chứ. Trời ơi, tôi bảo đảm với bà là tại vì tôi nghĩ cô Hương cũng muốn giấu gia đình để dành sự bất ngờ đó. Trời ơi, tôi để ý lắm rồi. Chắc chắn là cổ đang bị ngán đó. Nè, dì đừng có nói chuyện này với ai nha. Chứ? Phải điều tra cho kỹ đã. Ông với thằng Trung mong chuyện này lâu lắm rồi. Nếu mà không đúng thì sẽ làm cả hai thất vọng lắm. Dạ, tôi biết rồi. Mà dì cũng đừng để con Hương nó biết tôi với dì biết chuyện này.
Rồi tôi biết rồi, tôi biết rồi. À, dạ thưa dì, con mới về. Con thấy hơi mệt á, cho nên con xin phép lên phòng nghỉ trước. Con không có sao chứ? Dạ không sao, con chỉ bị chóng mặt một xíu thôi à. Thôi được rồi, vậy con lên lầu nghỉ đi. Dạ. Đó. Đó, thấy chưa? Ngày chốc luôn, đúng như vậy rồi đó. Cô kia, sao cô lại từ trong đó bước ra vậy? Cô đứng lại đó. Ai cho cô vô đó? Dạ. Cô vô làm gì? Cô nói đi. Dạ, tôi tìm anh Trung. Cô kiếm chồng tôi để làm gì? Cô xông vô phòng của tôi để kiếm chồng tôi hả? Cô á là đồ trơ trẽn đê tiện mà. Chị Hương à, cô im đi. Kìa Hương, em làm gì vậy? Anh phải hỏi cô ta câu đó mới đúng chứ. Cô ta đã trơ trẽn xông vô phòng anh và kiếm anh đó. Em đi tìm anh Phú mà em vô lộn phòng của anh. Cô đúng là nói dối không ngượng miệng mà. Rõ ràng là cô nói với tôi là cô vẫn giữ nguyên như vậy hả anh? Ừ, vẫn giữ nguyên. Có thay đổi mà chẳng ai báo em hết trơn vậy, cho nên em mới cho người dọn phòng chị ấy chứ. Thôi đi làm đi, trưởng phòng của cậu đó muốn gì á thì hỏi sếp, chứ ở đó mà cầm đèn chạy trước ô tô. Dạ. Anh Tiến. Ờ. Vụ gì vậy anh? Ờ, có gì đâu. Giờ cô Hồng vẫn tiếp tục làm việc, nên dặn nhân viên đừng có dọn phòng cô ấy mà. Tiếp tục làm việc? Ừ. Thôi, tôi đi làm đây. Dạ. Anh nghe nè. Anh có thể gặp em? Em đang ở đâu vậy? Em đang ở quán cà phê. Được rồi, 5 phút sau lập tức tới liền. Alo, tôi nghe. Hương bỏ đi đâu rồi? Tôi đi tìm quỹ nãy giờ không được. Cô tìm quỹ được không? Rồi, được rồi, tôi sẽ tìm, có gì tôi báo cho anh sau. Cảm ơn anh. Anh Khải, em muốn đi xa một mình. Không được đâu, em đang không khỏe mà. Em không sao đâu. Anh đặt vé vào resort cho em nha. Ngày mai em sẽ đi. Em hãy về nói chuyện với anh Trung đi, đừng có bỏ đi như vậy. Bây giờ trong lòng của anh ta chỉ có cô ta thôi. Em có nói vậy cũng vô dụng. Anh Trung không phải là người như vậy đâu. Em về nhà nói chuyện với anh đi. Hơn nữa em... Anh Khải hả? Chính vì như vậy á, cho nên em mới cần một khoảng thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu mà em làm như vậy, có phải là em đang tạo cơ hội cho người khác không? Nhưng mà đây cũng sẽ là một phép thử, thử chuyện tình cảm của em và anh Trung. Rồi ba em biết chuyện này thì thế nào ba em cũng... Anh Khải à, em cũng đã gọi điện cho ba rồi. Và em cũng nói là em đi dưới lớp làm gốm có mấy ngày. Xem ra anh không còn cách nào khác để ngăn cản em được rồi. Thôi được, anh sẽ sắp đặt cho em. Em cảm ơn anh. Bây giờ anh đi em về nhà nha. Không, em ra khách sạn. Hả? Em à? Anh Khải à, bây giờ anh có muốn là em sẽ tự làm mọi chuyện, chị sẽ không liên lạc với anh nữa không? Thôi được rồi, anh sẽ không nói nữa. À, anh có một người bạn mở khách sạn, phòng ốc tiện nghi rộng rãi lắm. Có gì em ở đó đi, sẽ có người chăm sóc cho em, anh yên tâm hơn.
Dạ, vậy cũng được. Anh đặt phòng cho em đi. Nhưng mà mình đi ăn trước cái đã. Dạ. Em có mang theo thuốc không? Em quên mất rồi. Không sao, mình đi mua thuốc trước. Dạ. Cảm ơn anh đã chịu để cho em làm phiền nha. Chúng ta là bạn mà. Anh ăn đi. Hứa với em là mời em ăn tối, không ngờ lại bắt em nấu bữa tối cho anh. Anh ngại quá. Anh khách sáo quá. Được nấu ăn mời bạn bè là niềm vui mà. Anh ăn đi. Nghe má nói dạo này sức khỏe của chị Hương không tốt. Chắc là vì vậy chị ấy mới nổi nóng như vậy. Em đừng có buồn nha. Em không để ý đâu. Nghe nói anh về nhà máy làm việc lại hả? Dượng muốn như vậy, cho nên anh đã hứa với Dượng rồi. Anh Phú nè. Sao? Có bao giờ anh nghĩ đến việc anh sẽ tự tay làm một chiếc xe hơi mang thương hiệu gì không? Đó là ước mơ từ khi anh bắt đầu đi học đại học. Và đến bây giờ anh vẫn không từ bỏ được ước mơ đó. Nhưng mà dù biết là con đường đi đến ước mơ sẽ rất là xa và khó khăn. Em nghĩ con đường dù xa và khó khăn đến mấy, nếu như mình quyết tâm thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Quan trọng là mình có can đảm để bước những bước đi đầu tiên hay không thôi. Anh Trung đã nhiều lần trình bày kế hoạch sản xuất xe trong nước, nhưng đều bị Dượng và các cổ đông khác bác bỏ. Lần gần đây nhất, anh Trung đã nhân lúc được Dượng ủy quyền, đã lên kế hoạch sản xuất xe ở trong nước. Nhưng mà không ngờ, đây là sự sắp xếp của Dượng để loại trừ một cổ đông khác luôn chống đối ở trong công ty. Không sao, thất bại là mẹ thành công mà. Nghe nói trước đây ba em cũng rất quyết liệt về cái chuyện chế tạo xe hơi mang thương hiệu Việt. Nhưng rồi dù có phải mất bao nhiêu thời gian, dù có gian nan ra sao, em cũng sẽ thay ba để hoàn thành những gì còn dang dở. Anh sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để giúp em nếu em cần. Cảm ơn anh. Bây giờ tới phiên em là khách sáo danh rồi đó. Anh ăn đi. Nè, lần trước em có nói tới chuyện gì chút, có làm cho má buồn lắm hay không? Lúc em về rồi, em cứ tự trách mình là quá nhiều chuyện, rồi lại lo là sẽ làm cho má không vui. Má buồn lắm, chứ không phải là lỗi của em. Má đã vì Dượng rất là nhiều, nhưng không ngờ trong mắt Dượng lúc nào cũng chỉ có hai đứa con trai mà thôi. Em không biết sau này ba nuôi sẽ đối xử với má ra sao, nhưng trước đây khi còn yêu anh Trung, em đã rất nhiều lần chứng kiến má phải chịu thiệt thòi trong căn nhà đó. Chính vì vậy nên hôm bữa em mới bất mãn, rồi em báo tin cho má biết đó. Vậy mà từ sau khi gặp lại má, má luôn nói là Dượng đối xử với má rất là tốt. Chỉ có thằng Trọng là ngổ ngáo thôi. Anh cũng biết tính ba rồi. Ba là người gia trưởng và có phần hà khắc. Trong tất cả mọi chuyện, má phải luôn làm theo sự sắp đặt của ba. Có những lúc anh Trọng quá đáng và hỗn hào, nhưng ba vẫn luôn bắt má phải nhận, phải nhẫn nhịn. Anh cũng thấy như chuyện vừa rồi của anh đó. Ba đã ép má phải cho lời khai giả với công an để bao che cho anh Trọng, mà ba không hề nghĩ đến cảm xúc của má và thậm chí là cảm xúc của anh nữa. Cậu làm việc theo cái kiểu gì vậy? Tại sao giờ này mà không có tin tức gì của nó hả? Tôi không cần biết gì hết. Trong vòng 3 ngày nữa, cậu phải tìm ra nó bằng được cho tôi, bằng mọi giá, bằng mọi cách. Anh uống thuốc đi. Thằng Trung về chưa? Dạ chưa anh.
Còn con Hương? Dạ cũng vậy anh. Em ở nhà kiểu gì mà để con Hương với con Hồng xảy ra chuyện như vậy? Dạ em đã biết là chuyện của tụi nó rất nhạy cảm, đáng lẽ em phải lường trước cái chuyện đó chứ. Dạ em xin lỗi. Xảy ra chuyện rồi còn xin lỗi làm gì nữa. Em làm anh thật quá bực mình. Chuyện ở công ty chưa đủ cho anh đau đầu hay sao? Bây giờ em im lặng là sao? Anh nói sai cho em hả? Em sẽ không bao giờ để những chuyện này xảy ra nữa đâu anh. Em ra ngoài gọi thằng Trung về đây cho anh. Dạ nhưng mà Trung nó đang đi tìm Hương mà anh. Anh kêu làm sao thì em làm vậy đi. Gì vậy? Hương có gọi về không gì? Không con. Trung, ba con muốn gặp con đó. Hả? Dạ. Có lẽ dạo này sức khỏe của Mai Hương không được tốt nên cô ấy mới trở nên nóng nảy. Chuyện vừa rồi đáng lẽ ra là không có gì, nhưng Mai Hương lại khá kích động. Không cách nào liên lạc được với nó hay sao? Dạ không. Con và Hồng không làm điều gì để cho Hương hiểu lầm thật chứ? Dạ không. Khéo giải quyết chuyện này đi, đừng để việc ở công ty đã lộn xộn mà gia đình cũng không ra cái gì. Dạ. Ngoài chuyện dạ, con còn biết nói câu khác nữa không? Dạ trong trường hợp này con không biết phải nói gì khác. Thôi đi ra ngoài đi. Dạ. Thôi anh về đi. Em... anh đã đặt vé đi cùng với em rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ không làm phiền tới em đâu. Anh chỉ muốn đi theo em từ xa để biết rằng em không sao thôi. Nhưng mà anh không cần phải làm vậy đâu. Em không cho anh đi anh sẽ mét dinh trùng đó. Nhưng mà còn công việc của anh thì sao? Anh đã xin nghỉ phép một tuần rồi. Thôi được rồi, vậy anh xách vali giùm em đi. Ok.